vậy con kiếp tiên thần. Tao quyết làm yêu tinh để tìm lại mối duyên thầm. Trước là thiên binh, nàng là giỏi tiên cầm. Nhưng mà chốn thiên linh không dành cho lối duyên ngầm. Nàng là lương y chữa lành bệnh tương tư. Ta mất cả lương chi khi gần nàng nó nương tử. Chuyện chẳng dấu gì ta đã biết cả tâm thư. Kể về một người con gái trở thành một câu chuyện bất tử. Biết lấy giang sơn và ta ví như họa. Ta đổi lấy nụ cười nàng cứ tựa như hoa. Cảm thấy nhói tim nàng có phải cái châm lạ. Tự phát sáng như xa lại tự giúp ta bỏ cả tâm tà. Tại sao ngập ngừng trước giọt lệ giai nhân. Ta quyết chiến thiên địa nếu duyên này ai ngăn. Nàng vẫn độc minh ta cũng là trai tân. Kết đôi sinh ra hài tử đặt tên là Khai Tâm.